Hello các anh em, chào buổi sáng. Đây là buổi sáng của mình ở trang trại ở Phan Thiết. Khu vực này là Hàm Liêm, Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết đâu đó tầm khoảng 30 cây số. Ở buổi sáng cái nơi rất là trong lành. Khu vực trang trại này tầm khoảng 3 hectare. Hiện tại thì chưa có làm vấn đề nông nghiệp gì ở đây hết, chỉ có mới là dọn cỏ với lại là làm đường giao thông thôi. Nói là ở Bình Thuận, Phan Thiết, nhưng mà cái khu đất này thì nó không có nằm gần biển nha. Phan Thiết hay là tuyến miền Trung thì nó là một cái dải đất dài, và bên này là biển, bên này là núi, thì khu vực trang trại nằm ở bên hướng núi, còn hướng biển thì nó sẽ nằm ở bên kia, hướng đông, hướng bên mặt trời mặt. Buổi sáng thật sự là rất trong lành. Đây là khu nhà để giữ vườn, nơi của những nhân sự để làm cái khu trang trại này. Các bạn thấy cái mái mà bằng gỗ này đó, nó là cái nơi mà để cho cái chanh dây á, nó leo lên. Rồi sau đó mình sẽ có một cái mái che bằng lá cây. Xe cuốc để làm mọi thứ ở trong trang trại này. Cái xe này nó đủ thứ ứng dụng hết đó, nó vừa cuốc đất nè, nó có cái ủi phía sau để dọn cỏ. Wow, ngoài kia có một cái đàn chim màu trắng, chắc là chim sẻ. Này, chim yến đây. Đấy, buổi sáng vài con thôi, lác đác. Đấy, bên này cũng có nữa. Thật ra đây là một cái nơi sẽ triển khai những cái nhà nuôi yến ở cấp độ cao ở chỗ này. Đây, cái khu vực mà các bạn đang thấy thì nó rộng lắm. Xung quanh thì cũng không có nhiều nhà dân, chỉ là những trang trại thôi. Đây, cò kìa, cò đang bay. Đấy. Ở đây thì nhờ có nguồn điện của bên quân đội á, thì khu vực trang trại này cũng được cấp điện. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của một cái khu đất đó là phải có nguồn điện để sử dụng. Đây. Rất yên tĩnh ở một cái nơi gọi là Phan Thiết, Bình Thuận, một cái trang trại yên tĩnh thoải mái. Tuy nhiên thì nếu mà bạn ở đây một mình thì nó cũng sẽ khá là buồn, không có gì vui cả. Nhưng nếu mà mình có một số anh em ở đây chung thì cái công việc trang trại nó triển khai, nó cũng sẽ có rất nhiều những cái niềm vui đối với một cuộc sống ở nông thôn, ở một cái khu trang trại. Đây, chim yến đang bay. Đây là chiếc Navara, Nissan Navara. Chiếc xe này thì thường dùng để đi trang trại. Cái đường để đi vô trang trại này thì nó cách bên đường quốc lộ 1A tầm khoảng 8 cây số. Và cái đường nó cũng tương đối là khó đi, nó gồ ghề lắm. Thì một chiếc xe bán tải nó sẽ phù hợp cho những chuyến đi như vậy hơn là một chiếc sedan. Ok, mời các bạn đi tham quan một vòng chơi cho vui. Này, cây chanh dây đây, hay còn gọi là chanh leo. Đấy, leo lên tới đây. Ở ngoài này có gì nữa nè, đây như là bầu bí gì đó, đây bí bí. Ở đây chim yến nó đi ăn tự nhiên, khá nhiều.
Sau này thì ngoài này mà triển khai những cái nhà yến, có khi lớn tuổi tí xíu mình về đây để nghỉ ngơi. Khu vực sau nhà thì anh quản lý ở đây, anh làm những cái ô này để anh trồng rau, rau sạch. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy rau, thấy cỏ không. Ở đây cây gì đây, có cái bông rồi nè, không biết, hình như là đậu bắp. Đậu bắp nè, không biết, không rành, mà chắc là có thể là đậu bắp. Này có cải nè, cải màu xen lẫn với cỏ đây. Cải, đúng rồi, cải xanh nè. Đi vô làm một ly nước trà rồi sau đó đi công việc. Có khá khá bụi chanh dây để nó leo cho nhanh. Ồ, ngay dưới bụi chanh dây là trồng cải luôn. Đây, cải xanh nha. Đây là đảm bảo là organic nha, không có thuốc hóa học hay là bảo vệ thực vật gì đâu. Ở đây mà bảo vệ gì, có nhiêu ăn nhiêu thôi. Đây rất nhiều cải xanh cứ trồng xung quanh vậy. Wow, yến. Quá trời cải luôn, có thêm cái ớt nữa này, ớt này. Ok thôi, video clip này cho mình tạm ngừng ở đây. Hẹn gặp lại các anh em trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Goodbye.